Mới đây, nhóm tác giả trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa đã thực hiện thành công đề tài nghiên cứu khoa học về công nghệ sản xuất bào chế một số dạng thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ cây sâm báo. Qua nghiên cứu, nhóm tác giả đã phát hiện thêm nhiều loại chất quý có thể ứng dụng trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ cây sâm báo. Cụ thể, trong rễ cây sâm báo có terpenol, một hoạt chất vàng có những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Đây là hoạt chất được nhiều cơ quan nghiên cứu trên thế giới chứng minh rất hiệu quả với sức khỏe con người, như Viện Nghiên cứu Sinh học Phân tử NGENTES Liên bang Nga, Viện Vật lý Công nghệ Moscow, top 10 trường đại học hàng đầu của nước Nga. Chúng tôi có phối hợp nghiên cứu với các chuyên gia đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và Đại học Viện Hà Nội. Từ phủ rễ của cây sâm báo, thu mẫu tại xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi đã tách chiết thành công được 15 hoạt chất, đồng thời đã tách chiết thành công 10 hoạt chất từ lá của cây sâm báo. Trong các hoạt chất của từ cây sâm báo thu mẫu tại Thanh Hóa so với các nghiên cứu trong toàn quốc về cây sâm này, thì thu được tại Thanh Hóa đều tốt hơn, số lượng chất nhiều hơn và nhiều chất mới hơn. Trong đó, chúng tôi đã công bố được một công trình trên tạp chí Y Dược Học, đồng thời đang chuẩn bị các điều kiện bản thảo để công bố trên tạp chí quốc tế. Trong các hợp chất thu được, chúng tôi dựa vào công thức cấu tạo để lựa chọn hợp chất khử hoạt tính vật lý. Kết quả thu được hai hợp chất thuộc nhóm saponin và terpenoid đã có những tính chất rất tốt, đó là khả năng chống tiểu đường rất cao, và sản phẩm này có thể được hoàn thiện để sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đồng thời, hiện nay chúng tôi đang lựa chọn một số hợp chất và dịch chiết từ cây sâm báo để thử khả năng chống oxy hóa, chống ung thư và khả năng bảo vệ dạ dày. Và các kết quả bước đầu thu được rất khả quan. Kết quả này sẽ được công bố trong thời gian tới. Trên cơ sở nghiên cứu đánh giá khoa học về giá trị dinh dưỡng của sâm báo và được các cơ quan quản lý nhà nước cấp phép chứng nhận, hiện nay Chisholm đã chế xuất thành công và cho ra thị trường các dòng sản phẩm độc đáo như rượu sâm báo, nước tăng lực sâm báo, cà phê sâm báo, viên nang sâm báo, thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe. Các sản phẩm sâm báo của Chisholm Group đưa ra thị trường hoàn toàn là những sản phẩm sạch, an toàn. Trong thời gian tới, Chisholm Group sẽ còn tiếp tục cho ra đời các dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm mới được chiết xuất từ loại sâm báo quý hiếm, đặc biệt là sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày.